Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đội Cổ Tùng Tám. Hiện tại là 8 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2019. Trên màn hình quý vị đây tôi xin giới thiệu đến hai bộ lọc bình chất liệu là gỗ hương Nam Phi. Hai đôi lọc bình này có kích thước là 1m7, đường kính là 50. Hàng gỗ hương Nam Phi, phần gỗ rất là đẹp, phần gỗ hoàn toàn tự nhiên. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai đôi bằng chất liệu gỗ sa cừ. Đây là vân gỗ tự nhiên của hai đôi lọc bình này. Mỗi một đôi thì lại có một cái đường nét vân khác nhau, sắc vân khác nhau. Bởi vì không có cây gỗ nào giống với vân cây gỗ nào cả. Đây là tạo hóa của thiên nhiên. Mỗi một đường vân này có một nét đẹp khác nhau. Những phần tay bèo làm rất là dẻo và đẹp. Và hai đôi lọc bình này là hoàn toàn là nguyên khối nhá, không chắp ghép một chỗ nào. Nguyên khối tiện ra, không chắp ghép như là một số sản phẩm trên thị trường thì là họ thường nối ở đây. Đấy, nhưng hai đôi này của chúng tôi là gỗ đặc 100% liền khối. Khi lọc bình chúng ta kê trong nhà thì ngoài mục đích trang trí ra thì nó còn có hình tượng phong thủy là thu hút tài lộc về nhà. Thu hút tài lộc may mắn cho gia chủ. Mọi người ai có nhu cầu mà sở hữu thì hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086 hoặc website đồgỗtùng8.com. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Để tôi lướt qua một lần nữa tôi lập bình cho mọi người cùng xem. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những đôi lọc bình bằng gỗ sa cừ thì mức giá sẽ hợp lý hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.